Hãy tưởng tượng chúng ta đang ở năm 2020, bao cao su chất lượng cao sẵn có ở mọi nơi, nhu cầu sử dụng bao cao su ngày càng tăng. Mua và sử dụng bao cao su đã trở thành một thói quen tiêu dùng và sử dụng dịch vụ thường ngày của mọi người. Dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV được xem như khám sức khỏe định kỳ và sẵn có các cơ sở y tế tư. Bơm kim tiêm thế hệ mới giúp dự phòng HIV hiệu quả hơn, được người tiêu dùng ưa thích và sẵn có ở khắp nơi. Tăng sử dụng sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV đi đôi với giảm các trường hợp nhiễm HIV mới. Mọi người cảm thấy hài lòng khi mua sắm sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV chất lượng để bảo vệ sức khỏe của mình. Những ý tưởng sáng tạo được ứng dụng để làm tăng cung và cầu sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV tại Việt Nam. Và cả nhà đầu tư lẫn người tiêu dùng đều hưởng lợi khi thị trường phát triển. Thị trường phát triển cùng sức khỏe cộng đồng. Tương lai tươi sáng ấy sẽ bắt đầu từ đây. Thị trường sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV ở Việt Nam đang ươm mầm chớm nở. Hiện nay, 26% bao cao su trên thị trường tự do ở Việt Nam không đạt yêu cầu chất lượng. Dịch HIV ở Việt Nam tập trung ở những người có hành vi nguy cơ cao và nhiều người vẫn chưa biết tình trạng HIV của họ. Các sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV được bao cấp ngày càng ít đi, trong khi đó thị trường thương mại mới chiếm một phần rất nhỏ. Đây chính là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào thị trường này để thúc đẩy tăng trưởng thị trường thương mại và đồng thời mang các sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV đến gần hơn với người tiêu dùng. Điều đó mang lại lợi ích cho cả đôi bên, thị trường phát triển cùng sức khỏe cộng đồng. Làm thế nào để tận dụng được cơ hội hiện tại và thúc đẩy tăng trưởng thị trường? Dự án thúc đẩy tăng trưởng thị trường có thể giúp. Dự án nhằm mục đích hỗ trợ và thúc đẩy thị trường thương mại, sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV phát triển bền vững tại Việt Nam. Vậy dự án thúc đẩy tăng trưởng thị trường có thể hỗ trợ gì? Dự án sẽ hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy cung và cầu các sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV. Dự án sẽ thành lập nhóm cố vấn tăng trưởng thị trường. Đây là diễn đàn đối thoại và chia sẻ thông tin giữa các chuyên gia và các đối tác hữu quan giúp định hướng chiến lược cho dự án. Dự án sẽ cung cấp các thông tin nghiên cứu thị trường và tâm lý người tiêu dùng để hỗ trợ cho các quyết định đầu tư. Dự án cũng sẽ góp phần tạo lập một môi trường đầu tư thuận lợi hơn thông qua các hoạt động vận động chính sách, tăng cường kiểm định chất lượng các sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV để đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng cho các nhà đầu tư, ví dụ thông qua chương trình đóng dấu chất lượng. Dự án cũng sẽ triển khai quỹ sáng tạo dành nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo giúp tăng cung và cầu sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV. Ngoài ra, dự án cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty, nhà máy sản xuất phân phối và cung ứng sản phẩm, dịch vụ đến người tiêu dùng. Với các hoạt động hỗ trợ này, dự án sẽ thúc đẩy thị trường sản phẩm, dịch vụ dự phòng HIV phát triển hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Bạn đã biết hiện tại, bạn đã thấy tương lai. Chúng ta hãy cùng chung tay vì thị trường phát triển cùng sức khỏe cộng đồng. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, do tổ chức PATH phối hợp với C-SHIP và TNA OGV thực hiện.